Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ cùng với quý vị, các bạn, các em học sinh đến với bản tra cứu một số yếu tố Hán Việt ở sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, 1, tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, trang 128. Bảng tra cứu một số yếu tố Hán Việt. Cái bảng này gồm có 3 cột, cột thứ nhất là số thứ tự, cột thứ hai là yếu tố Hán Việt, và cột thứ ba là nghĩa yếu tố Hán Việt. Cụ thể như thế này, thứ nhất là cần. Nghĩa đầu tiên là chăm chỉ, siêng năng, chịu khó, thường xuyên. Ví dụ cần cù, cần mẫn, chuyên cần, vân vân. Nghĩa thứ hai là quan tâm, chu đáo, ví dụ ân cần, vân vân. Yếu tố thứ hai là chí. Chí với nghĩa thứ nhất là ý, hướng, lý tưởng, dốc lòng, để tâm vào. Ví dụ như chí hướng, chí khí, đồng chí, tâm chí, ý chí, vân vân. Nghĩa thứ hai của chí là ghi chép, bài văn, tài liệu ghi chép về một nội dung nhất định, ví dụ địa chí, địa phương chí, vân vân. Thứ ba là dã, nghĩa thứ nhất là đồng, cánh đồng, đồng ruộng, thuộc về dân gian, chất phác, ví dụ dân dã, điền dã, vân vân. Nghĩa thứ hai của từ dã đó là không thuần, thuộc về tự nhiên, ví dụ dã thú, hoang dã, dã man, vân vân. Yếu tố Hán Việt thứ tư là dục, nghĩa thứ nhất là sinh đẻ, thuộc về sinh sản, ví dụ sinh dục, tiết dục, hạn chế sinh đẻ, vân vân. Nghĩa thứ hai của từ dục đó là nuôi dưỡng, dạy dỗ cho khôn, cho lớn khôn, ví dụ dưỡng dục, giáo dục, đức dục, trí dục, vân vân. Yếu tố Hán Việt thứ năm là dụng, nghĩa thứ nhất là công hiệu, hiệu quả, ví dụ công dụng, tác dụng, vân vân. Nghĩa thứ hai của từ dụng là làm, là thi hành, ví dụ vận dụng, ứng dụng. Nghĩa thứ ba của từ dụng đó là dùng, bỏ công sức để làm, ví dụ dụng cụ, sử dụng, dụng công, dụng tâm, vân vân. Yếu tố Hán Việt thứ sáu là điểm, nghĩa thứ nhất là một loại công văn, giấy tờ, công vụ ngày xưa, sách chép dòng dõi gia tộc, ví dụ điệp văn, sở điệp, sớ điệp, phả điệp, ngọc điệp, vân vân. Nghĩa thứ hai của từ điệp đó là công văn, thư từ, bài nói, lời nói, vân vân, truyền rộng khắp, ví dụ thông điệp, vân vân. Yếu tố Hán Việt thứ bảy là điệu, ý nghĩa của nó là đau đớn, thường đau đớn, thương xót, điếu viếng người chết, ví dụ truy điệu, ai điệu, vân vân. Yếu tố Hán Việt thứ tám là đồ, nghĩa thứ nhất là con đường, là đường đi, ví dụ đồ đạo, sĩ đồ, tức là con đường làm quan, vân vân. Nghĩa thứ hai của từ đồ đó là đường lối, tương lai, ví dụ tiền đồ, vân vân. Yếu tố Hán Việt thứ 9, giai, một. Nghĩa của cái yếu tố này là bậc thềm, bậc, cấp bậc, ví dụ giai cấp, âm giai, tức là chuỗi âm thanh theo thứ tự cao thấp, giai đoạn, vân vân. 10. Giai thứ hai, nghĩa là tốt, tốt đẹp, hay, ví dụ giai cú, giai nhân, giai tác, giai thoại, vân vân. Giai thứ ba, 11, giai thứ ba là âm thanh hài hòa với nhau, ví dụ giai điệu, vân vân. 12, giai thứ tư, nghĩa là đều cùng nhau, ví dụ giai lão, vân vân. 13, hàm, nghĩa là bao hàm, dung chứa bên trong, ví dụ hàm ẩn, hàm ngôn, bao hàm, vân vân. 14, hiền, nghĩa thứ nhất là người có đức hạnh và tài năng, ví dụ hiền tài, hiền nhân, thánh hiền, vân vân. Nghĩa thứ hai của từ hiền đó là lành, tốt, tốt đẹp, ví dụ hiền từ, hảo hiền, vân vân. 15, hoàn, với nghĩa thứ nhất là toàn bộ, trọn vẹn, đầy đủ, tất thảy, ví dụ hoàn chỉnh, hoàn thiện, hoàn mỹ, hoàn toàn, vân vân. Nghĩa thứ hai của từ hoàn đó là hết, xong, xong xuôi, ví dụ hoàn công, hoàn thành, vân vân. 16, hồng, nghĩa là lớn, lớn lao, ví dụ hồng phúc, hồng thủy, vân vân. 17, huấn, nghĩa thứ nhất là lời răn, lời dạy bảo, ví dụ gia huấn, cổ huấn, vân vân. Nghĩa thứ hai của từ huấn đó là dạy, dạy dỗ, luyện tập, ví dụ huấn luyện, giáo huấn. 18, hứng, nghĩa thứ nhất là tình cảm phát sinh trong lòng, ví dụ hứng khởi, hứng thú, cảm hứng, thi hứng, vân vân. Nghĩa thứ hai là một âm là hưng, nghĩa là phát triển, thịnh vượng, ví dụ hưng thịnh, hưng vượng. 19, kim, có nghĩa là nay, bây giờ, hiện tại, ví dụ đương kim, kim thế, cổ kim, vân vân. 20, khôi, nghĩa thứ nhất là đứng đầu, đỗ đầu, ví dụ khôi khoa, đại khôi, khôi nguyên, tức là danh vị trạng nguyên trong khoa cử ngày xưa, hoa khôi, vân vân. Nghĩa thứ hai của chữ khôi đó là cao lớn, vạm vỡ, ví dụ khôi ngô, vân vân. 21, lược, nghĩa thứ nhất là mưu sách kế hoạch, ví dụ mưu lược, sách lược, thao lược, vân vân. Nghĩa thứ hai là đại cương, chỗ trọng tâm, những nét chính yếu, ví dụ đại lược, sơ lược, yếu lược, vân vân. Nghĩa thứ ba là bỏ bớt, giảm bớt, ví dụ giản lược, tiết lược, vân vân. 22, lưu,
nghĩa là ở lại, dừng lại, giữ lại, ví dụ lưu ban, lưu trữ, bảo lưu, vân vân. 23. Mệnh nghĩa là mạng sống, sinh mệnh, tính mệnh. Nghĩa thứ hai của chữ mệnh đó là sai khiến, ra lệnh, thực thi theo sự sai khiến, ví dụ mệnh lệnh, phụng mệnh, vân vân. Nghĩa thứ ba của chữ mệnh đó là chọn ra, đưa ra một danh xưng, ví dụ mệnh danh, mệnh đề. 24. Nghị, nghĩa thứ nhất là bài bạc, xin lỗi, bàn bạc, an bờ an ban huyền bàn, an bờ an ban huyền bàn, bàn bạc, thương lượng, ví dụ hiệp nghị, thương nghị. Nghĩa thứ hai của chữ nghị đó là ý kiến, bàn luận để thống nhất, đánh giá, ví dụ nghị luận, kiến nghị, hội nghị, nghị quyết, nghị viện, nghị trường, vân vân. 25. Nhung, nhung là thuộc về khí giới quân đội chiến tranh, ví dụ nhung y, áo mặc khi ra trận, trường nhung là bãi chiến trường, vân vân. 26. Phạm, nghĩa là khuôn phép, phép tắc, khuôn mẫu, ví dụ mô phạm, quy phạm, sư phạm, vân vân. 27. Phản, nghĩa là trái, ngược, trái nghĩa với chính, làm trái, ví dụ phản diện, phản đối, phản động, mưu phản, tạo phản. Nghĩa thứ hai của chữ phản đó là trở ngại, xin lỗi, nghĩa thứ hai của chữ phản đó là trở lại, ngược lại, quay về, ví dụ phản ánh, phản công, phản hồi, phản kích, phản quang, phản tỉnh, vân vân. 28. Phong, nghĩa là nhiều, đầy đủ, thịnh vượng, ví dụ phong phú, phong thịnh, phong túc, vân vân. 29. Phụ, nghĩa thứ nhất là phụ thêm, góp vào, lệ thuộc, theo, ví dụ phụ họa, phụ thuộc, su phụ, vân vân. Nghĩa thứ hai của chữ phụ đó là gần, sát bên cạnh, ví dụ phụ cận. 30. Quát, nghĩa là bao, chứa, bao gồm, ví dụ bao quát, khái quát, phổ quát, tổng quát, vân vân. 31. Truyền, nghĩa thứ nhất là chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, lan xa rộng khắp, ví dụ truyền bá, lưu truyền, tuyên truyền, vân vân. Nghĩa thứ hai là chỉ dạy, bảo cho biết, ví dụ truyền đạo, truyền thụ. Nghĩa thứ ba là truyền lại, trao cho, ví dụ truyền thống, gia truyền, vân vân. 32. Tử, nghĩa thứ nhất là một người nào đấy, thành phần cấu tạo nên một chỉnh thể nào đấy, ví dụ nam tử, nữ tử, tài tử, nguyên tử, phân tử, phần tử. Phân tử, ớ nở ân, phở ân phân. Phần tử, ớ nở ân, phở ân phân huyền phần. Nghĩa thứ hai của chữ tử đó là con, là học trò, ví dụ đệ tử, mẫu tử, phụ tử, sĩ tử, vân vân. 33. Vi, nghĩa thứ nhất là làm nên, thực hiện, ví dụ vi bằng, hành vi, vân vân. Nghĩa thứ hai của chữ vi đó là vi y ngắn nha, đó là một âm là vị, vì ai, vì cái gì đó, ví dụ vị kỷ, vị tha, vị nhân sinh, vân vân. 34. Vinh, nghĩa thứ nhất là tươi tốt, thịnh vượng, ví dụ vinh hoa, phồn vinh. Nghĩa thứ hai của chữ vinh đó là hiển đạt, vẻ vang, vinh dự, vinh hạnh, vinh quang. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng Diễn Đọc để kiến thức văn học và những điều bổ ích như vậy, ý nghĩa như vậy tiếp tục được tỏa lan rộng rãi. Trân trọng, mến chào.